Tại Bình Dương, đối tượng mới ra tù lại tiếp tục hành nghề trộm cắp. Nóng trên mặt báo bàn về câu chuyện để Việt Nam là nhà bếp của thế giới. Nghiêm túc nhìn từ phụ bánh mì phường ở Hội An, Quảng Nam gây ngộ độc. Chè sang tuyết cổ thụ, tuyệt tác thường hàng của suối vàng. Vua rừng bỗng trở thành anh hùng phá án ma túy. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra ở Lâm Đồng. Do ghen tuông, đối tượng đã mang dao đến quán ăn, xông vào phòng ngủ, tấn công nhiều nhát dao khiến tình địch tử vong. Thông tin chi tiết vụ việc này sẽ mở đầu phần cụm tin nóng, ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Công an tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Huỳnh Bá Việt, 41 tuổi, ngụ thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để điều tra hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn tình cảm nên tối ngày 27 tháng 9, Việt mang dao đến một quán ăn ở đường Phan Đình Phùng, thị trấn Liên Nghĩa, xông vào phòng ngủ, dùng dao tấn công nhiều nhát vào người anh LHA, 51 tuổi. Gây án xong, Việt vứt dao vào đống rác trước quán và đến công an thị trấn đầu thú. Nạn nhân được người nhà đưa đến trung tâm y tế cấp cứu và chuyển lên bệnh viện đa khoa cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ngay khi xảy ra vụ việc, công an huyện Đức Trọng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ các tang vật liên quan để điều tra vụ án mạng. Sáng ngày 29 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các đối tượng bị bắt gồm Lò Văn Hoàng, 24 tuổi, Vì Văn Hà, 29 tuổi và Lò Văn Thương, 28 tuổi, cùng trú tại xã Triền Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Trước đó, ngày 21 tháng 8, Vì Phụ Lợi, Hoàng, Hà và Thương đã tổ chức đón 2 người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc bản Triền Khương, xã Triền Khương, huyện Sông Mã, với giá tiền 10 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ngày 29 tháng 9, lãnh đạo công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, công an xã Phước Thành, huyện Phước Sơn đã tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông DTA, sinh năm 1971 và ông HTL, sinh năm 1970, số tiền 2,5 triệu đồng một người vì đã có hành vi đe dọa đòi đánh phóng viên đang tác nghiệp. Ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Sau này, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Minh mua lại và đang tiến hành trồng keo. Ông Phước xác nhận khu vực này đã hết hạn giấy phép khai thác vàng từ lâu, những người khai thác vàng là làm trái phép. Sau khi nhận được phản ánh, trong chiều ngày 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm tra truy quét những người làm vàng trái phép tại khu vực bãi 5A. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số lán trại và các phương tiện máy móc của những người làm vàng trái phép nên đã tiến hành tháo dỡ tiêu hủy. Ngay trong ngày, công an huyện Phước Sơn đã triệu tập ông DTA và ông HTL làm việc. Hai người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi. Ngày 29 tháng 9, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Lê Viết Trung, sinh năm 1982, quê Phú Yên, để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, đối tượng Trung mới ra tù hơn 6 tháng thì lại tiếp tục bị bắt về tội trộm cắp. Theo Công an, Trung không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên đi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 27 tháng 9, Trung đi đến khu phố chính, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, phát hiện nhà của một người dân mở cửa nhưng không có người trông coi. Thấy vậy, Trung lẻn vào trộm được một chiếc máy tính xách tay. Khi đang chuẩn bị tẩu thoát thì bị chủ nhà phát hiện tri hô. Lúc này, tổ tuần tra của công an phường Tân An gần đó đã phối hợp người dân truy đuổi và bắt giữ được Trung cùng tang vật. Được biết, Trung từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản mới được ra tù hồi tháng 2 vừa qua. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay xin chia sẻ góc nhìn đáng quan tâm của tác giả Hoàng Văn Minh nhìn từ vụ bánh mì Phượng gây ngộ độc. Theo đó, cơ sở kinh doanh bánh mì Phượng 2 Hội An, Quảng Nam bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng và phạt tiền hơn 110 triệu đồng vì gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho 313 khách hàng.
Trước đó, theo kết luận từ Viện Pasteur Nha Trang, có 7 trên 12 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì phường 2 cho kết quả dương tính với các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu là Bacillus cereus và Salmonella spp. Hai loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả heo, thịt heo xíu, xíu mại, rau răm, xà lách, hành, dưa leo. Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho 313 người từ ngày 11 tới ngày 12 tháng 9 vừa qua. Sự việc bánh mì Phượng là điển hình cho một vụ ngộ độc quy mô lớn xảy ra do quy trình chế biến chưa được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cửa hàng ăn nhanh vốn rất phổ biến không chỉ ở Hội An. Và nó cũng là lời cảnh báo cần thiết cho định hướng biến Việt Nam trở thành nhà bếp của thế giới như một lợi thế cho ngành du lịch đầy tính khả thi. Nhà bếp của thế giới là gợi ý của ông Philip Kohler, cha đẻ của marketing hiện đại tại hội thảo marketing mới cho thời đại mới tại Việt Nam hồi năm 2007. Ông Philip Kohler nói rằng nếu Trung Quốc là công xưởng của thế giới, Ấn Độ là văn phòng của thế giới, thì Việt Nam hãy là nhà bếp của thế giới. Gợi ý này đến từ thực tế là Việt Nam có rất nhiều lợi thế khi chúng ta được xem là một thiên đường ẩm thực với đa dạng món ăn đường phố. Đây không đơn thuần là một giấc mơ mà là một định hướng với những mục tiêu cụ thể, đầy khả thi, đã và đang được ngành du lịch và các địa phương miệt mài từng bước thực hiện trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn như là của bánh mì Phượng là một sự cảnh tỉnh. Hay nói như là ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, thì đây là một bài học xương máu cho tất cả cơ sở kinh doanh, cho Hội An và cho cả nước. Bởi thực tế đã chứng minh là ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra ở bất kỳ quán ăn nào, chứ không phải riêng gì ở những quán ăn đường phố. Để trở thành và bền vững với danh xưng nhà bếp của thế giới nhằm thu hút khách du lịch, thì ngon thôi chưa đủ, mà điều kiện tiên quyết vẫn là an toàn cao nhất có thể. An toàn không chỉ đến từ việc cơ quan chức năng nghiêm túc siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát các hàng quán, hộ kinh doanh thức ăn đường phố, từ thực phẩm cho đến nhân viên phục vụ. Và việc này phải duy trì thường xuyên thành tiêu chuẩn sát hạch cụ thể theo nguyên tắc phòng, chứ không phải ngồi chờ bệnh nặng mới chữa. Vâng, đến đây thì nội dung này xin phép được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, nhằm giúp cho thanh niên, các hộ kinh doanh, chủ thể của sản phẩm tiếp cận với phương thức bán hàng trên các nền tảng số, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Mục tiêu nhằm thúc đẩy thương mại điện tử và bán hàng online để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Lần đầu tiên tại Hà Tĩnh, nhiều nhà sáng tạo nội dung đã đồng loạt livestream quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương. Trong gần 4 tiếng đã thu hút gần 15 triệu lượt tiếp cận, 300.000 lượt xem trực tiếp, qua đó đem về hơn 480 triệu đồng doanh thu bán hàng. Nhiều sản phẩm đã được bán với số lượng lớn như nem chua Ý Bình, cu đơ Thư Viện, nhung hưu Hương Sơn. Cơ sở đã live stream trong vòng 10 phút và đã bán được là hơn 600 đơn, trị giá trên 100 triệu. Thì trong thời gian qua thì cơ sở cũng đã áp dụng các cái sàn thương mại điện tử để đưa vào quảng bá giới thiệu và bán sản phẩm. Hiệu quả nó rất là tốt, cực kỳ tốt. Đấy là cái cánh mà để giúp cho doanh nghiệp là tiếp cận được khách hàng được nhiều hơn. Tại tỉnh Hà Tĩnh hiện có 250 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 12 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 238 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, OCOP đã trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Nắm bắt vấn đề này, tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động về ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp để giúp các chủ thể doanh nghiệp, người dân trao đổi về những nội dung cần thiết, qua đó định hướng tư duy và khai thác tiềm năng kinh tế số để nâng cao hiệu quả trong xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP. Qua những cái buổi tập huấn này thì bản thân em cũng học hỏi được rất chi là nhiều kinh nghiệm, cùng với đó là cùng những cái bài học cho bản thân mình, đó là từ những người đã xây dựng kênh thành công và họ đã chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình để rút ra được những bài học. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển các cái loại hình phát triển kinh tế trong thanh niên, trong đó thì hướng tới cái hướng là thiết thực bền vững, nhưng đồng thời thì cũng tiếp cận những cái xu thế mới để làm sao đó thanh niên thực sự phát huy được cái tiềm năng thế mạnh của mình trong công cuộc chuyển đổi số để tiếp cận nhanh với công nghệ, nắm bắt công nghệ và làm chủ công nghệ.
Hiện nay, nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội đang rất phổ biến. Vì vậy, việc ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp là cơ hội để các chủ cơ sở sản xuất dễ dàng tiếp cận trực tiếp đến với người tiêu dùng, mang lại lợi ích kinh tế cao hơn cách bán hàng truyền thống. Thưa quý vị, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hiện có tới 500 hectare diện tích chè sang tuyết với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Và cũng từ lâu, chè Suối Giàng đã trở thành thương hiệu chè nổi tiếng được người thưởng trà khắp nơi biết đến. Cây chè sang tuyết mọc tự nhiên trên núi cao cũng đã trở thành bảo vật của người dân Suối Giàng. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với Suối Giàng thưởng ngoạn vẻ đẹp thơ mộng của núi Ngàn, tham quan trải nghiệm vùng chè sang tuyết cổ thụ, thưởng thức hương vị chịu ngọt tinh khiết của đặc sản được chắt lọc từ tinh túy của núi rừng, tình yêu và sự tâm huyết của người làm trà nơi đây. Chè sang tuyết là loại cây mọc tự nhiên trên vùng núi cao, được nuôi dưỡng bằng sinh khí của đất trời nên thân cây cao búp và lá chè rất to, có màu xanh đậm. Ngay từ khi trời còn bay phù, những búp chè còn ngậm hơi sương, bà con ở đây đã trèo lên cây với chiếc gùi to trên lưng để hái từng búp chè. Ngoài việc thu hái đúng thời điểm, đúng quy định về tôn và lá, thì người thu hái phải có kỹ thuật cao để vừa gùi chè vừa chuyển từ cành này sang cành khác. Cái năng suất của cái cây chè này thì nói thật là so với các cái chè khác của vùng thấp ấy, cái chè trung du ấy, thì năng suất của nó lại thấp hơn. Bởi vì chúng tôi không bón phân này, không phun thuốc này, cho nên là cứ tự nhiên trong là nó mọc như thế nào thì chúng tôi thu hái như thế. Chè sau khi thu hái sẽ trải qua các công đoạn làm héo, lên men, vò chè, sao chè và lên hương. Các công đoạn này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ và khéo léo để chè không bị nát và giữ được lớp nhung tuyết trắng. Nếu như trước đây, chè sau khi thu hái sẽ được sao bằng chảo trên bếp củi, sau đó vò chè bằng tay, thì nay nhiều hộ là chè ở xã Suối Giàng đã đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến. Chúng tôi cũng đang rất là cố gắng. Thứ nhất là cố gắng để ra cái sản phẩm sạch nhất đến với thị trường. Và cái thứ hai là chúng tôi đang cố gắng để làm ra một cái sản phẩm nó có cái vị đặc trưng nhất mà nó không liên quan đến chất hóa học. Trước đây, người dân xã Suối Giàng chủ yếu thu hái chè xanh và sản xuất nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu thưởng trà của gia đình, thì nay người dân trong xã đã tạo nên nhiều sản phẩm chè có chất lượng cao là lục trà, hồng trà, hoàng trà và bạch trà, có giá từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng 1 kg. Còn đâu hôm nay thì tôi được trải nghiệm qua Suối Giàng thì tôi thấy rất là đẹp, được thưởng thức trà rất là thơm, ngon và được thăm cây trà cổ là rất là vui. Suối Giàng có tới 98% cư dân là người Mông sinh sống. Họ sống với nghề hái chè và sản xuất chè từ đời này qua đời khác. Mỗi xóm nhà đều có vài gốc chè, mỗi gia đình đều có người làm nghề chè. Cây chè không chỉ gắn bó với đời sống người dân nơi đây mà đang mang lại hiệu quả kinh tế cho mỗi hộ gia đình. Thời điểm này đang là giữa vụ thu hoạch rộ măng cụt tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Sau nhiều giai đoạn triển khai, trái măng cụt xứ Bờ Lao đã được gắn tem truy xuất nguồn gốc, tự hào có thể chứng minh được vị thế của loại trái cây đặc sản. Ngay sau khi được cấp quyền bảo hộ nhãn hiệu măng cụt Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc đã triển khai thực hiện việc truy xuất nguồn gốc nông sản và gắn tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm măng cụt tại một số nông hộ và trang trại canh tác lớn trên địa bàn thành phố. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây tại Lâm Đồng. Ông Vũ Phi Hùng ở xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang thu hoạch măng cụt để xuất bán xuống các vựa trái cây, cửa hàng trái cây tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông là nông dân trồng măng cụt có quy mô lớn ở khu vực Bảo Lộc với diện tích trên 4 hectare măng cụt với 700 cây. Trong đó 250 cây đang cho trái, chủ lực là 200 cây trồng lứa đầu tiên. Ông Hùng mỗi năm thu được từ 15 đến 20 tấn trái. Có những cây măng cụt đã trên 50 tuổi, thuộc dạng những cây măng cụt đầu tiên được trồng tại Bảo Lộc, giờ vẫn ra hoa kết quả cho năng suất cao. Khác với vụ măng cụt mọi năm, thu hoạch xong, đóng gói, chuyển xuống nơi thu mua, vụ măng cụt năm nay ông Hùng có thêm một khâu trong quá trình đóng gói, đó là dán tem truy xuất nguồn gốc lên măng cụt. Nếu đóng theo thùng, sau khi niêm phong kỹ, từng thùng cũng được dán tem truy xuất. Khi mình dán cái tem lên thì chắc chắn là cái phản hồi của họ rất là tích cực. Bởi vì khi họ mở cái rổ măng cụt, cái hàng măng cụt của mình ra là họ truy xuất được cái nguồn gốc măng cụt Bảo Lộc. Họ hoàn toàn yên tâm
và cái giá cả từ đó nó cũng cải thiện. Với trên 300 hectare trồng măng cụt toàn thành phố, trái măng cụt đang dần trở thành loại trái cây nổi tiếng của Bảo Lộc. Măng cụt Bảo Lộc có chất lượng rất khác biệt so với măng cụt của các vùng khác. Cây măng cụt như em thấy là vùng khí hậu ở Bảo Lộc mình thì phát triển rất là tốt. Cành lá phát triển rất là tốt và cái lượng trái thì nói chung chưa ổn định, nhưng mà em thấy lượng trái ở đây thì nếu mà cái năm mà được thì cái lượng trái họ chọn nó cho rất là nhiều. Được biết số nông hộ trang trại được thành phố Bảo Lộc cấp tem truy xuất nguồn gốc măng cụt chưa nhiều. Tuy nhiên các nông hộ trang trại này đều là các địa chỉ đứng đầu chuỗi liên kết thu mua, như hộ ông Vũ Phi Hùng là một điển hình. Dù vườn nhà chỉ có 15 đến 20 tấn mỗi năm, nhưng ông Hùng còn liên kết bao tiêu sản phẩm cho trên 60 nông hộ ở các vùng lân cận với sản lượng 100 đến 150 tấn mỗi năm. Những nông hộ trồng xen với số lượng măng cụt không cao chọn liên kết cung cấp trái cho ông Hùng, từ đầu mối của ông cung cấp ra thị trường. Bởi vậy, tem truy xuất được ông Hùng sử dụng cho tất cả sản phẩm măng cụt của nông dân trong khu vực. Nhãn hiệu đã có, quan trọng nhất là chính quyền địa phương phải đồng hành cùng với người dân trong việc giám sát chặt chẽ việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc, đúng mục đích, xây dựng uy tín cho trái măng cụt Bảo Lộc. Tin quốc tế gây chú ý, các nhà nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra một khu vườn chứa hàng chục ngàn con bạch tuộc tập trung quanh mạch thủy nhiệt ở ngoài khơi California của nước Mỹ. Vườn bạch tuộc nằm ở ngọn đồi nhỏ gần chân núi Davidson. Núi lửa dưới nước đã ngừng hoạt động cách Monterey, California 128,7 km về phía tây nam, chứa đầy loài bạch tuộc ngọc trai bởi chúng thường nằm cuộn tròn lộn ngược để bảo vệ trứng. Đây là đàn bạch tuộc lớn nhất hành tinh. Các nhà nghiên cứu đếm được khoảng hơn 6.000 con bạch tuộc chỉ ở một khu vực. Nhiệt độ nước trong môi trường xung quanh tại độ sâu 3.200 m là 1,6 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ nước ở khe nước tại vườn bạch tuộc lên tới 11 độ C. Với thông tin này, các nhà khoa học suy ra đó chính là lý do bạch tuộc bị thu hút tới khu vực này. Một con voi hoang dã được cư dân mạng ca ngợi là anh hùng sau khi tìm ra chiếc ba lô chứa 2,7 kg thuốc viện bị giấu trong rừng thuộc huyện Mạnh Mạn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chú voi hoang dã này đã giúp cảnh sát tìm ra một chiếc ba lô được giấu trong rừng, bên trong chứa đến 2,7 kg thuốc viện. Cảnh sát đã cắt cử lực lượng theo dõi hoạt động của đàn voi sau khi chúng xuất hiện tại địa phương. Một trong số 4 con voi hoang dã bất ngờ đứng im tại chỗ và hất tung một cái túi lên không trung. Các nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường hết sức ngỡ ngàng khi phát hiện trong túi chứa đầy ma túy. Đoạn clip này đã được cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ rộng rãi. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, nhiều diện tích lúa và hoa màu tại Hà Nam ngập sâu trong nước. Chuyên mục chuyện kè mới, nghĩa tình những ngôi nhà Bộ Công an hỗ trợ người nghèo Hà Tĩnh. Chuyên mục Cà phê Công đường sẽ tiếp nối chương trình với một câu chuyện đáng quan tâm về an toàn cháy nổ ở chung cư. Thưa quý vị, những chiếc lồng sắt hay còn gọi là chuồng cu, chuồng cọp, can đặt bề mặt tường các khu chung cư, nhà cao tầng trải khắp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhằm cơi nới không gian sinh hoạt của các hộ dân, đặc biệt là ở các chung cư cũ đã xuống cấp. Hệ thống chuồng cu, chuồng cọp này đã gióng hồi chuông báo động tới các cơ quan quản lý về tình trạng mất mỹ quan đô thị, gây nguy hiểm cho người dân nếu xảy ra sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận sau đây. Gia đình ông Nguyễn Khắc Phong sinh sống tại cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh đã trang bị bột thang sắt, dây thừng để có thể tuột xuống đất phòng khi xảy ra sự cố cháy nổ. Cư xá Thanh Đa được xây dựng từ trước năm 1975, đã xuống cấp trầm trọng sau nửa thế kỷ. Mặc dù chính quyền địa phương đã di dời người dân khỏi một số lô xuống cấp nghiêm trọng, song ở một số khu vực người dân vẫn bám trụ. Những chiếc lồng sắt hay còn gọi là chuồng cu, chuồng cọp can đặt bề mặt tường khu cư xá này. Mở cái chuồng cọp ra theo cái hình thức, tức là có cái cửa sổ để khi mà mình cần ấy, thì là mình mở ra, mà khi mà mình có hỏa hoạn ấy, thì mình cũng có cái chỗ để thoát hiểm. Đồng thời nữa là nếu mà mình không dùng nữa thì mình sẽ dùng khóa, mình khóa lại. Chung cư 614 Điện Biên Phủ, quận 10, cao 5 tầng lầu, cũng dày đặc chuồng cọp, nhiều song sắt chắn ngang dọc, không có lối thoát hiểm,
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn gây mất an toàn cho cư dân nếu có tai nạn hay hỏa hoạn. Chính quyền địa phương được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhiều lần tuyên truyền, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, vận động người dân xóa chuồng cọp, mở lối thoát hiểm, nhưng chưa chuyển biến nhiều, tình trạng chuồng cọp vẫn tồn tại. Vừa vận động vừa xã hóa để mà giúp người dân mở cửa trên những cái chuồng cọp đó để đảm bảo công tác phòng cháy cháy, xã hội hóa cùng với người dân để mà thực hiện tốt hơn cái công tác phòng cháy cháy như lắp đặt các phương tiện còn thiếu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 470 chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1975, hầu hết đã xuống cấp. Các chung cư cũ được cải tạo, cơi nới và chia nhỏ để ở. Hệ thống chuồng cọp rất được ưa dùng để cơi nới không gian nhỏ hẹp. Để tăng không gian sử dụng trong điều kiện thiếu diện tích để chống trộm cắp, nên ngay cả nhiều chung cư xây sau năm 1975, chung cư tái định cư, chung cư mini, nhà ở xã hội, nhà trọ, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất hiện chuồng cọp. Nguy cơ mất an toàn, sống bất an luôn rình rập những nơi này. Phường phối hợp với công an đến từng hộ dân để mà vận động người dân làm lối thoát hiểm thứ hai, nghĩa là cái hàng rào đó nó sẽ không cố định mà nó có thể mở ra được, khi có sự cố xảy ra người dân có thể thoát ra ngoài được. Bài học từ các vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở chung cư cũ, nhà cao tầng, nhà trọ cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác cho thấy hệ thống chuồng cọp, chuồng cu kiên cố, dày đặc đã gây khó khăn cho việc thoát hiểm, cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cơ quan chức năng và người dân cần đồng thuận xóa chuồng cọp, cũng như đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ theo hướng đảm bảo ổn định chỗ ở và an toàn cho người dân. Liên tục chương trình là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Biên Hòa bắt giữ nghi phạm sát hại ông NVB, 52 tuổi, quê Đồng Tháp. Người này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở phường Long Bình, thành phố Biên Hòa sau hơn 12 giờ gây án tại phường Trảng Dại. Trước đó, công an cung cấp một số thông tin nhận dạng đối tượng gây án như đi xe máy màu xanh, áo khoác xám, đội nón bảo hiểm màu cam, xe có rổ phía trước. Như 24 giờ chuyển động đã đưa tin, vào trưa 28 tháng 9, ông NVB thuê trọ ở phường Trảng Dại, đi xe máy đến đường hẻm ở khu phố 3 để mua điện thoại. Trong quá trình trao đổi, ông B có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông khác nên dẫn tới xô xát. Do yếu thế, ông B bị đối phương dùng vật sắc nhọn đâm gây thương tích nặng. Ông B lên xe máy chạy đi một đoạn thì ngã xuống, tử vong sau đó. Thưa quý vị, những ngày qua tại tỉnh Hà Nam có mưa to, mưa rất to và dông làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các diện tích lúa sắp thu hoạch và cây trồng vụ đông sớm. Mưa to liên tiếp đã khiến hầu hết các diện tích lúa mùa ngập sâu trong nước cục bộ. Có những diện tích ở vùng trũng thấp ngập sâu cả bông lúa. Đến nay toàn tỉnh mới chỉ thu hoạch được khoảng 30% diện tích lúa mùa, các diện tích còn lại đều bị ảnh hưởng. Ở một số vùng sản xuất, cây trồng vụ đông, ghi nhận trong sáng ngày 28 tháng 9, mưa to đã làm ngập trắng và dập nát khoảng trên 1.700 hectare cây màu gieo sớm như ngô, bí xanh, dưa chuột. Ngành nông nghiệp tỉnh Hà Nam chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng, khơi thông dòng chảy trên các sông trục dẫn. Các công ty khai thác công trình thủy lợi của tỉnh, các xí nghiệp, thủy nông khẩn trương tập trung mọi phương tiện bơm tiêu, rút nước kịp thời, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thời tiết mưa lớn đối với các diện tích lúa và hoa màu. Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đàn cá côi bỗng nhiên xuất hiện bơi trong sân ngập nước ở Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Hình ảnh được chia sẻ nhiều khiến cho rất nhiều người tò mò và thích thú vì được chiêm ngưỡng đàn cá côi hàng trăm con đang vùng vẫy trong sân ngập nước mưa. Trước sự việc này, ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện có mưa rất to khiến một số nơi bị ngập úng. Hình ảnh đàn cá côi được chia sẻ trên mạng xã hội đúng là ở Ủy ban Nhân dân huyện Ý Yên. Sáng ngày 29 tháng 9, trên địa bàn huyện mưa to cục bộ, ở dưới khu nhà ăn của huyện bị tắc nên nước ngập lên sân. Chính vì vậy, đàn cá theo nước bơi lên sân. Theo ông Liệu, ao cá ở Ủy ban Nhân dân huyện có diện tích khoảng 500m2. Mỗi mùa phóng sinh nhiều, người ta thường thả cá ra đó. Cũng theo ông Liệu, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa to, hiện tại đã gây ảnh hưởng tới lúa và hoa màu. Sáng ngày 29 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết đang sửa chữa tạm thời và đề xuất phương án đầu tư lại con đường bị nước lũ cuốn trôi ở xã Đường 10. Được biết, những ngày qua, trên địa bàn xã Đường 10 có nhiều cơn mưa lớn.
lưu lượng nước trên lưu vực đổ về kèm theo rác dẫn đến tắc nghẽn cống thoát nước gây xói mòn, phá vỡ khoảng 50 mét đường bê tông đoạn qua suối Lạnh. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Đường 10 đã phối hợp với các đơn vị liên quan cấm biển cảnh báo nguy hiểm và đắp đường tạm cho người dân đi lại. Ủy ban nhân dân xã Đường 10 cũng đã đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng xem xét đề xuất phương án đầu tư sửa chữa tuyến đường. Được biết, tuyến đường bị sạt lở là tuyến đường duy nhất từ trung tâm xã Đường 10 vào thôn 6 và nhà máy thủy điện Đắc Cờ Luân 2, phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 150 hộ dân và nhân viên nhà máy. Tuyến đường bị chia cắt đã gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thưa quý vị, thời gian qua, Bộ Công an đã triển khai chương trình hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thì đã giúp cho bà con có chỗ ở ổn định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại cơ sở. Chuyện về những ngôi nhà nghĩa tình được Bộ Công an hỗ trợ người nghèo Hà Tĩnh cũng là câu chuyện nhân văn mà chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay sẽ được chia sẻ đến quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Đây là ngôi nhà mới. Thưa quý vị, ngay từ khi đất nước mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm chăm lo đời sống cho nhân dân. Người cho rằng chúng ta đấu tranh được tự do, độc lập rồi, mà dân cứ chết đói, chết rét thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Khắc ghi lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đặc biệt đến công tác xóa đói giảm nghèo. Đây là chủ trương lớn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa thì Nguyên Bảo và Trinh Trà xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.